Em ơi, mà anh Biểu. Dạ 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 sao? Bây giờ em ở đây em làm mềm tóc cho khách giúp anh với. Bây giờ anh đi rửa tay xíu, tay anh bị rít quá. Nhưng mà sạch ra anh? Thì em cứ xịt đầu cho khách thôi, đi xịt ướt tóc là mềm tóc đấy. Anh đi đâu không? Anh đi nhanh lắm. Em làm tốt nha. Dạ dạ dạ. Rồi rồi. Mày xong rồi. Để em xịt nha. A few moments later. Anh xong rồi nè em. Ôi, tao không cắt nữa. Tao đi về. Sao vậy em? Lộc ơi, em báo quá Lộc ơi. Em làm vậy là vừa mất khách quen. Em biết khách đó bao nhiêu năm của anh không? 20 năm rồi đó. Rồi em vừa làm ướt sản phẩm này nữa. Hên đây là có mẫu ghế BX001B. Hên là cái ghế BX001B nó chống nước tốt đó. Nhưng mà em cũng phải biết bảo vệ tài sản chứ. Dạ, em hiểu rồi.